Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm ở cao hồng sâm linh chi hũ 1.200g đến từ Hàn Quốc ở à, đây các bạn, như chúng ta đều biết Hàn Quốc là một trong những cái nôi của uh, hồng sâm cũng như là linh chi đúng không ạ? Và những sản phẩm đến từ hồng sâm tại đất nước này thì được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi nó mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe. Sản phẩm cao hồng sâm Linh Chi với thành phần chính là hồng sâm 6 năm tuổi đến từ san một trong những vựa sâm lớn nhất tại Hàn Quốc. Và những củ sâm tại đây thì được chọn lọc những củ sâm tốt nhất, có chất lượng tuyệt vời nhất và từ đó thì cho ra đời dòng sản phẩm cao hồng sâm như bên cạnh kiểu anh đây. Và kết hợp với sản phẩm này đó chính là nấm Linh Chi, một trong những loại dược liệu chúng ta đều biết là có công dụng tuyệt vời với sức khỏe đúng không ạ và với dòng sản phẩm này thì khi mà chúng ta sử dụng có những công dụng nhất định đối với sức khỏe đầu tiên đó chính là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng đối với những người mà chúng ta thường xuyên ốm yếu hay cơ thể không được khỏe mạnh thì đó chính là do sức đề kháng của chúng ta yếu kém và khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi như bên cạnh kiểu anh đây thì nó sẽ có khả năng là tăng cường sức đề kháng của chúng ta cung cấp các dưỡng chất cần thiết trong cơ thể đồng thời là khiến cho sức khỏe của chúng ta khỏe mạnh hơn Đối với những người mà chúng ta thường xuyên hoạt động trí óc, chúng ta bị căng thẳng, mệt mỏi, stress thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc này thì nó sẽ có khả năng là giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi cho chúng ta. Đồng thời là các hợp chất có trong sản phẩm này sẽ nuôi dưỡng hệ thần kinh của chúng ta được khỏe mạnh hơn, từ đó sẽ không còn phải gặp phải tình trạng căng thẳng mệt mỏi nữa. Hoặc là chúng ta ăn không ngon cũng như là ngủ không sâu giấc thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó cũng sẽ có khả năng là đi nuôi dưỡng cơ thể, kích thích sự hấp thu dinh dưỡng trong hệ tiêu hóa của chúng ta, từ đó khiến cho chúng ta cảm thấy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Đặc biệt là khi mà sử dụng thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là có hiệu quả chỉ sau một thời gian ngắn. Ngoài ra một số công dụng có thể kể đến của dòng sản phẩm này như thúc đẩy quá trình chuyển hóa của cơ thể, làm mát, ấm và giải độc, điều chỉnh âm dương, lấy lại cân bằng cho cơ thể bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, chống mệt mỏi, suy kiệt hay phục hồi sức khỏe sau ốm và phẫu thuật. À và sản phẩm này còn được biết đến với công dụng là giảm cholesterol xấu trong máu cũng như là điều hòa cơ thể, điều hòa huyết áp trở về mức ổn định. À vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc này mang lại đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm này thì cách dùng cũng vô cùng là đơn giản thôi. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một thìa, một thìa cao hồng sâm như trên tay kéo anh đây ạ và chúng ta sẽ pha với nước ấm và chúng ta sẽ uống trực tiếp cái nước đó. Và quý vị hãy nhớ cho kiểu Anh, đó chính là xong quá trình mà chúng ta sử dụng thì chúng ta hãy bảo quản sản phẩm cao hồng sâm linh chi này ở trong điều kiện môi trường tốt để tránh sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời hay là điều kiện môi trường khác tác động lên chất lượng của sản phẩm. Và để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết rõ hơn về công dụng của dòng sản phẩm này cũng như là cách dùng sản phẩm này rồi đúng không ạ? Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.